giam tù hay trên trần gian phải có quy tắc của nó chứ. Các anh nhất định phải bị trừng trị để trả lại bình yên cho dân chúng Lâm Than. Người đã theo nghiệp nho, đọc sách Võ Thánh Hiền, há không biết cái đức của quỷ thần sao? Cơ gì lại kinh nhờn, quỷ ngợm, đốt đèn, khiến cho cơn lửa không nơi tựa nương, oan linh không nơi hiển hiện, biết phải làm sao bây giờ? Đầu châu, mặt ngựa, mau đến đèn đàn viên, lấy lấy chứng thực. Thank you.
công phải không? Cháu hỏi đền thủ công ở đâu? Những người này là những người như thế nào? Đã 3 năm nay, ta chưa có gì ăn rồi. Con cái ta đều đói khát. Người có gì ăn, cho ta chỉ đường cho. Ta đi đường xa, chỉ có một ít cơm nắm. Cất ngay đồ ăn đi. Ngươi là ai? Là người hay là ma? Ở đây có quá nhiều hồn ma đói khát, một nắm cơm không đủ để xô xé tranh giành nhau. Cớ sao dân làng ở đây lại đói khổ, lầm than đến như vậy? Trong làng có một ngôi đền rất linh, cuối thời nhà Hồ, quân Ngô sang xâm lược. Nơi ấy thành chiến trường, có một viên bách hộ họ Thôi tổ chặn. Từ đấy hắn làm yêu quái trong dân gian, chuyên bắt dân chúng cúng nạp xôi thịt. Hàng năm còn bắt các thanh đồng ngọc nữ làm lễ cúng tế. Ngươi là người trần mắt thịt, sao chuyện giữa âm ti địa phủ ngươi lại biết tường tận đến vậy? Chúng tôi đều là nạn nhân của tên bách hộ họ Thôi đấy. Ở dưới ấy, chúng tôi ai chả oán hắn như oán quỷ. Dưới âm phủ hay trên trần gian phải có quy tắc của nó chứ. Các anh nhất định phải bị trừng trị để trả lại bình yên cho dân chúng lầm than. Con tên là Ngô Tử Văn, vì tính tình khẳng khái, nóng nảy, thấy sự gian tà không chịu được, nay tắm gội chai sạch, khấn trời mong trời hiểu đạo lý mà con đang làm, giải oan cho người trần gian. Không lo cứng được, còn gãy không là việc của trời. Cứ sao biết gãy mà đổi cứng thành mềm. Nhà ngươi đã theo nghiệp nho, đọc sách vở thánh hiền, há không biết cái đức của quỷ thần sao? Cứ gì lại khinh nhờn thủy tượng, đốt đèn khiến cho hương lửa không nơi tựa nương, oan linh không nơi hiển hiện, biết phải làm sao bây giờ? Biết điều thì hãy dựng trả lại đèn như cũ. Phong đô chẳng xa xôi gì, ta tuy hèn há lại không đem nổi ngươi điện đấy. Không nghe lời ta rồi thì sẽ biết. Tôi là thổ công đây, nhận được việc làm bất thú của nhà thầy, hôm nay đến tỏ lòng mừng. Những người đội mũ trụ ban nãy đến đây, chẳng phải thổ công đấy ư? Sao lắm thần quá vậy? Đấy là viên tướng bại trận ở Bắc Triều, cái hồn còn bơ vơ ở Nam Quốc, tranh miếu đền của tôi, giả mạo tên của tôi, chuyên làm trò bạo ngược. Thượng đế bị nó bưng bít, hạ dân bị nó dối lừa. Đấy là việc của nó chứ, tôi có làm như thế đâu. Nhà tôi thật kể cho thầy nghe. Tôi làm chức ngự sử đại phu, từ thời vua Lý Nam Đế. Tôi làm chức ngự sử đại phu ở đây được hơn 1.000 năm nay rồi. Khi nào lại gieo tai họa tắc vạn để tìm miếng ăn như tên thằng đó kia đã làm. Gần đây vì tôi sơ suất quá nên để nó đánh đuổi ngự ở đền Tản Viên được mấy năm nay rồi. Như thế sao ngài không kiện lên Diêm Vương để tâu lên Thượng Đế mà lại khinh bỏ chức quan làm dân thường áo vải thế này? Dễ ác mọc lan, khó lòng lay động. Tôi đã định thư kiện nhưng mà có nhiều nỗi ngăn trở. Những đền miếu gần quanh đây vì ăn của đút lót đều binh vực cho nó. Tôi chỉ giữ được một chút lòng thành nhưng không làm thế nào để thông đạt được lên, cho nên đành tạm ẩn nhẫn mà ngồi xó một nơi. Hắn có thực là có thể gây hại cho tôi không? Hắn quyết chống chọi với nhà thầy ở Minh Ti. Tôi nhân lúc hắn đi vắng nên đã lẻn vào đây để báo cho thầy biết mà liệu kế không phải bị chết oan. Hễ ở Minh Ti có hỏi cha thầy, thầy cứ khai là lời của tôi nói. Nếu hắn chối, thầy kêu xin thư giấy đến đền Tản Viên, tôi sẽ khai rõ, để thì nó sẽ phải đứa miệng. Nếu không như thế thì tôi sẽ bị vùi lấp trọn đời mà thầy cũng khó lòng thoát nạn. Tôi phải đi đây.
Nhà ngươi tội sâu ác nặng, không được dựa vào hoan giả mò theo ta xuống ngục cửu. Ngô Soạn này là kẻ sĩ, không ngay thẳng trên trần gian, có tội gì bảo ta, đừng bắt ta chết oan như vậy. Này là một kẻ ngoan cố, nếu không phản án cho rõ, chưa chắc hắn đã chịu nhận tội. Tôi có tội gì sao lại bị đẩy xuống cửu? Mò theo ta đến gặp Diêm Vương để được phán xử công bằng. Kẻ kia, ngươi là cư sĩ trung thần lâm liệt, có công với tiên triều nên được thiên hoàng ban cho huyết thực để ở một ngôi đền để đền công khó nhọc. Mày là một kẻ hàn sĩ sao dám hôn láo, tội ác tại mình, còn trốn đi đằng nào? Ta ở trần gian trung thực thẳng thắn, chưa làm điều gì khoai trái khuất tất. Tiên tướng giặc bài trận Bắc Quốc, sống thì đi đánh chiếm đất nước khác, mà chết thì chiếm các mồ mả tắc ai tắc quái. Chính hắn mới là kẻ phải đền tội. Ấy là trước mặt Diêm Vương, hắn còn ghê gớm như vậy, mồm năm miệng mười, đơm đạn bịa tạ, huống hồ ở một nơi miếu đền kiêu hãnh, hắn chẳng hãi gì mà không cho một mồi lửa. Nếu như Diêm Vương không tin, xin hãy đem giấy đến đền Tản Viên để hỏi. Nếu như không đúng, xin hãy phán tôi tội nói càn. Ấy, gã kia là một kẻ học trò nghèo, thật là ngu bướng, quả là đáng tội. Nhưng đã trách mắng như vậy, đã đủ để răn đe. Xin Dương Vương hãy tha cho hắn để tỏ cái đức rộng rãi. Nếu thằng ta trị tội, sẽ sợ hại đến cái đức hiếu sinh. Cứ như lời hắn thì nhà ngươi đáng được chết, điều luật trị tội lừa dối đã có sẵn đó. Cứ sao nhà ngươi dám lập lời nhận tội như vậy? Đầu trâu, mặt ngựa, mau đến đèn Tản Viên lấy giấy chứng thực. Dạ, bẩm Dương Vương, đúng như lời Tử Văn đã nói. Ngô Tử Văn có công trừ hại, truyền cho vị thần trên kia từ nay phần xôi thịt của nhân dân, cúng tế chia cho Tử Văn một nửa.
nhà ngươi đã chết được 2 ngày rồi, lão phu đã trở về miếu, công của nhà thầy không biết lấy gì để đền đáp được. Nay thấy ở đền Tản Viên khuyết một chân phán sự, lão đã vì nhà thầy hết sức tiến cử, được đức thánh tản ngài bằng lòng. Vậy xin lấy việc đó để đền ơn đáp nghĩa. Người đã sống ở đời, xưa nay ai chẳng phải chết. Nhưng chết đi còn được tiếng về sau, nếu trùng trình đợi nửa tháng nữa, sợ sẽ thay người khác. Nên cố gắng đi, đừng coi là việc thường. Ngài cứ về trước đi, ta sẽ tự lo liệu sau.